Đây là phần 2 bài dịch Làm sao để giàu của tác giả Husky Wanna Fly trên Spyroom. Bài dịch được dịch từ bài viết gốc How to Make Wealth của Paul Graham. Nếu chưa xem phần 1, các bạn có thể click vào link ở phần mô tả trước khi xem tiếp phần này. Giờ thì bắt đầu thôi. Thợ nghề. Những người hiểu rõ nhất khái niệm tạo ra của cải là những người giỏi trong việc tạo ra thứ gì đó. Đó là các thợ nghề. Những sản phẩm họ tự làm được đưa vào các cửa hàng và được gắn chữ nhà làm, thủ công. Nhưng với sự trỗi lên của công nghiệp hóa, số lượng thợ nghề ngày càng giảm. Trong các nhóm thợ chưa bị tuyệt chủng, nhóm lớn nhất là lập trình viên máy tính. Một lập trình viên có thể ngồi trước máy tính và tạo ra của cải tài sản. Một phần mềm bản thân nó là một thứ vô cùng quý giá. Không có các quy trình sản xuất phức tạp làm rối tung mọi thứ. Những ký tự bạn đang gõ, bản thân nó đang giúp tạo ra một sản phẩm hoàn thiện. Nếu ai đó ngồi xuống và viết ra một trình duyệt web chạy tốt, và đó là một ý tưởng khởi nghiệp tốt đó bạn, thì anh ta đã giúp thế giới này trở nên giàu có hơn. Trong một tập đoàn, ai cũng làm việc cùng nhau để tạo ra sản phẩm, chung nhau giúp tạo ra thứ mà người khác mong muốn. Nhưng không phải ai cũng trực tiếp làm ra nó. Ví dụ như những người làm bộ phận văn thư hay là quản lý nhân lực. Có người hầu như không đụng tay trực tiếp vào sản phẩm, trừ lập trình viên. Họ theo đúng nghĩa đen là suy nghĩ định hình ra sản phẩm qua từng dòng cốt một. Do đó các lập trình viên là người tận mắt chứng kiến quá trình tạo ra của cải tài sản. Và họ sẽ thấy rằng của cải tài sản không phải là được phân phối như là chia nhỏ miếng bánh ra bởi một đức chúa nào đó trong tưởng tượng. Và hiển nhiên, các lập trình viên cũng thấy được sự chênh lệch trình độ lớn trong việc tạo ra của cải tài sản. Ở công ty Viaweb, chúng tôi có một lập trình viên làm việc như một con quái vật. Năng suất anh ta cao ngất ngưởng. Tôi còn nhớ rõ một lần coi anh ấy làm việc suốt ngày dài và ước tính rằng giá trị anh ấy tạo ra thêm cho công ty lên đến hàng trăm nghìn đô la. Một lập trình viên giỏi, nếu duy trì được năng suất, có thể tạo ra được của cải tài sản trị giá hàng triệu đô la chỉ trong vài tuần. Còn một lập trình viên dưới trung bình thì tạo ra giá trị bằng không, hoặc thậm chí là tạo ra giá trị âm, ví dụ như tạo ra lỗi, bugs. Đó là lý do tại sao trong những lập trình viên xuất sắc, có rất nhiều người theo đuổi chủ nghĩa tự do, libertarians, trong thế giới của họ, hoặc là bạn sống sót, hoặc là chìm nghỉm, và chẳng có lý do gì để bao biện cả. Khi những người không tham gia vào quá trình tạo ra của cải tài sản như sinh viên, nhà báo, chính trị gia, nghe đến tin 5% người giàu nhất trên thế giới nắm một nửa số tài sản của nhân loại, từ bất công lập tức xuất hiện trong đầu họ. Còn một lập trình viên tài ba thì lại nghĩ, chỉ có từng đó thôi à? Nhóm 5% lập trình viên giỏi nhất thế giới tạo ra 99% các phần mềm tốt trên toàn cầu. Tài sản có thể được tạo ra mà không cần phải bán. Các nhà khoa học đến nay vẫn đóng góp miễn phí tài sản của cải mà họ tạo ra. Chúng ta đều trở nên giàu có hơn nhờ sự hiểu biết về thuốc kháng sinh penicillin, bởi vì nó giúp chúng ta sống sót qua sự nhiễm trùng. Của cải tài sản là thứ mà mọi người muốn, và thoát khỏi cái chết là thứ mà ai trong chúng ta cũng muốn. Tin tặc mũ trắng thường đóng góp công sức của họ cho xã hội bằng cách viết các phần mềm mã nguồn mở để ai cũng dùng được. Tôi trở nên giàu có hơn nhờ dùng hệ điều hành FreeBSD, một phần mềm miễn phí đang chạy trên máy tính của tôi. Và Yahoo cũng được hưởng lợi thế, họ dùng nó để vận hành các máy chủ của họ. Thế một công việc là gì? Trong một xã hội công nghiệp hóa, mọi người thường gắn liền cuộc sống của mình với các học viện hay cơ sở đào tạo cho đến năm họ 20. Sau những năm tháng đó, bạn sẽ quen với việc thuộc về một nhóm người luôn dậy vào buổi sáng, đi vào một căn nhà nào đó và làm những thứ mà bình thường họ chẳng thích chút nào. Việc thuộc về một nhóm người đó giúp định hình bản thân bạn, họ tên, tuổi, vị trí, trường học. Nếu bạn tự giới thiệu về bản thân hay ai đó nói về bạn, nó sẽ giống như là John Smith, 10 tuổi, học sinh ở trường tiểu học này, hay là John Smith, 20 tuổi, học sinh ở đại học này. Sau khi ra trường thì John Smith được kỳ vọng phải đi kiếm việc, và đi kiếm việc cũng giống như là vào một cơ sở đào tạo khác vậy. Nhìn sơ qua thì nó giống như là vào một đại học khác, bạn chọn công ty bạn muốn làm rồi gửi đơn ứng tuyển đến đó. Nếu họ thấy thích bạn, họ sẽ cho phép bạn tham gia nhóm của họ. Bạn dậy vào buổi sáng và đi vào một tòa nhà, rồi bạn làm những thứ mà bình thường bạn chẳng có hứng thú để làm. Nhưng lần này có một vài khác biệt, cuộc sống không còn vui như trước. Nhưng bạn giờ thì có tiền thay vì phải trả tiền như hồi đi học. Nhưng mà có nhiều điểm giống hơn là khác biệt. John Smith thì vẫn là John Smith, nhưng mà 22 tuổi và là một lập trình viên ở tập đoàn này. Nhưng thực chất, cuộc đời của John thay đổi nhiều hơn mức anh ấy nhận ra. Về mặt xã hội, một công ty thì trông giống một trường đại học. Nhưng bạn càng tìm hiểu sâu về nó thì bạn sẽ càng thấy hai thứ đó rất khác nhau. Một điều mà công ty làm và bắt buộc phải làm nếu nó muốn tồn tại, đó là kiếm ra tiền. Và cách mà phần lớn các công ty kiếm được tiền là tạo ra tài sản và của cải. Các công ty có thể chuyên biệt hóa đến mức yếu tố này bị ẩn đi. Ví dụ nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào như gỗ sẽ không thấy được của cải gì đã được tạo ra từ nguyên liệu của họ. Nhưng hãy nhớ rằng không chỉ các công ty sản xuất có thể tạo ra của cải. Một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải tài sản là địa điểm. Còn nhớ cỗ máy thần kỳ có thể làm đủ thứ bạn muốn tôi nhắc ở trên chứ? Nó sẽ chẳng hữu dụng lắm nếu bạn ở Mỹ và nó ở Trung Á. Nếu của cải tài sản là thứ mọi người muốn, thì các công ty giúp vận chuyển hàng hóa cũng đang tạo ra của cải.
Như vậy, cần nhắc lại là hầu hết các công ty tồn tại là để tạo ra thứ mà người khác muốn. Và đó là thứ bạn làm khi tham gia vào một công ty. Nhưng ở đây có một yếu tố khiến bạn không thấy được thực tế đó. Trong một công ty lớn, những thứ bạn làm thì được xét chung với việc của nhiều người khác. Bạn có thể không biết được khách hàng muốn gì. Đóng góp của bạn có thể là gián tiếp. Nhưng xét tổng thể, một công ty phải luôn tạo ra sản phẩm mà khách hàng muốn. Và nếu công ty trả lương cho bạn là X đô la mỗi năm, thì tức là giá trị bạn tạo ra ít nhất cũng phải là X đô la mỗi năm. Nếu không thì công ty sẽ lỗ và phá sản. Các sinh viên không nhận ra điều này. Các sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học nghĩ và được dạy rằng anh ta cần một công việc. Cứ như thứ quan trọng tiếp theo trong đời anh ta phải làm là tham gia vào một nhóm người nào đó của một tổ chức nào đó. Đáng lẽ sinh viên phải được dạy rằng anh ta cần phải tạo ra thứ mà người khác muốn và anh ta không nhất thiết phải làm cho một công ty nào đó để đạt được điều đó. Tất cả các công ty chỉ là một nhóm người làm việc cùng nhau để tạo ra thứ mà người khác muốn. Do đó, việc tạo ra của cải tài sản mà người khác muốn mới là thứ quan trọng, chứ không phải là làm cho công ty nào. Với nhiều người, bước đi tốt nhất đầu tiên là đi làm vài năm cho một công ty nào đó và sẽ tốt hơn cho họ nếu họ hiểu được họ đang làm gì và tại sao họ được trả lương như thế. Một công việc có nghĩa là đang tạo ra thứ mà người khác muốn và công sức của một người sẽ được tính trung bình với công sức của cả đội trong công ty. Làm việc chăm chỉ hơn. Việc thành quả của bạn chỉ được tính trung bình là một vấn đề. Tôi nghĩ rằng việc khó nhất mà một công ty lớn phải đau đầu giải quyết là cố gắng tính được giá trị đóng góp của từng nhân viên trong công ty. Phần lớn các công ty sẽ tính trung bình. Trong một công ty lớn, lương của bạn được trả đều đặn cho công sức chăm chỉ của bạn. Bạn được kỳ vọng đừng có lười hay làm dở quá, nhưng bạn cũng không bị ép phải dành toàn bộ thời gian trong cuộc sống cho công việc. Tuy nhiên, hóa ra có các công thức kinh tế đo lường giá trị của bạn đóng góp cho công ty nếu bạn dốc hết sức cho công việc. Nếu bạn ở trong môi trường phù hợp, khi bạn có thể đóng góp hết sức cho công ty, bạn tạo ra lượng của cải tài sản giá trị vào khoảng 10 hoặc hàng trăm lần với một nhân viên bình thường khác. Ví dụ như một lập trình viên, thay vì phải ngồi bảo trì sản phẩm hay làm mấy bản cập nhật, có thể viết một phần mềm hoàn toàn mới và do đó tạo ra được một nguồn thu mới. Nhưng mà cấu trúc của công ty không cho phép họ thưởng những nhân viên như vậy. Bạn không thể đến gặp sếp của bạn và nói: "Tôi muốn làm việc chăm chỉ gấp 10 lần, do đó anh hãy trả tôi lương cao gấp 10 lần hiện nay." Thứ nhất, dưới góc nhìn của công ty thì bạn đã chăm chỉ hết mức rồi. Nhưng thực tế hơn, công ty không có cách nào đo được giá trị bạn tạo ra thực sự là bao nhiêu. Trừ mấy người sales, rất dễ để đo được doanh số họ mang về là bao nhiêu và thường họ được thưởng phần trăm hoa hồng trên doanh số. Nếu một người sale muốn làm việc chăm chỉ hơn, họ hoàn toàn có thể tự làm và họ sẽ được trả xứng đáng theo công sức họ bỏ ra thêm. Ngoài vị trí sales, trong công ty lớn cũng có vị trí mà họ có thể thuê người xuất sắc để làm. Đó là vị trí của những người quản lý cấp cao và họ có thể làm được là vì kết quả công việc của những người này có thể đo được. Những quản lý cấp cao có trách nhiệm đảm bảo toàn bộ công ty đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra, bởi vì công sức của một nhân viên bình thường không thể đo được. Do đó anh ta không được kỳ vọng phải dốc hết sức vào công việc. Nhưng mà lãnh đạo cấp cao thì khác. Giống như những người sales, các lãnh đạo phải đưa ra con số cụ thể cho thấy kết quả công việc của họ. Một CEO của công ty không thể nói rằng ông ta đã làm hết sức khi mà công ty đang đi xuống. Nếu công ty đi xuống, tức là CEO đã thất bại. Một công ty có thể trả công cho mọi nhân viên theo cách như thế hẳn sẽ vô cùng thành công. Nhân viên sẽ làm việc chăm chỉ hơn nếu họ được trả công bằng với công sức họ bỏ ra. Và quan trọng hơn, công ty như vậy sẽ thu hút được những người giỏi và siêng năng. Nó sẽ nghiền nát mọi đối thủ. Nhưng tiếc thay, công ty không thể trả lương cho nhân viên như cách họ trả cho bộ phận sales. Nhân viên sales thì làm việc một mình, còn mọi người ở văn phòng thì phải làm việc cùng nhau. Hãy giả sử công ty này sản xuất ra hàng tiêu dùng. Các kỹ sư phải tạo ra thiết bị với đủ loại tính năng mới. Kỹ sư công nghiệp phải thiết kế ra cái vỏ bên ngoài đẹp mắt và rồi đội marketing phải thuyết phục mọi người rằng đây là thứ rất đáng mua. Vậy làm cách nào để bạn biết được bao nhiêu phần trăm doanh số bán hàng có được là nhờ đội nào? Hay là giá trị của những người đã làm ra phiên bản trước đó qua sản phẩm để giúp mang lại danh tiếng cho công ty, giúp công ty bán được sản phẩm phiên bản này là bao nhiêu? Chẳng có cách nào để bạn đo được các giá trị này cả. Ngay cả khi bạn có siêu năng lực đọc được tâm trí khách hàng, bạn cũng sẽ thấy rằng khách hàng cũng không rõ các khái niệm này. Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề nhanh, thì việc làm chung với một nhóm đông người sẽ tạo ra vấn đề cho bạn. Trong nhóm đông người, công sức của bạn không được đo riêng lẻ mà tính chung vào của cả nhóm. Và nhóm đông sẽ luôn làm bạn chậm lại. Số đo và đòn bẩy. Để trở nên giàu có, bạn phải đảm bảo bạn có được hai thứ sau: số đo và đòn bẩy. Bạn cần phải ở trong một tình cảnh mà thành quả của bạn có thể đo được bằng các con số. Còn không thì dù bạn có làm nhiều hơn thế nào cũng không được trả nhiều hơn đâu. Và bạn phải có đòn bẩy, tức mỗi quyết định của bạn đều có tác động lớn đến công ty. Nếu chỉ có mỗi các số đo thì là không đủ. Một công việc tiêu biểu cho tình huống có số đo mà không có đòn bẩy là đi làm cho các xưởng gia công. Công sức bạn làm ra đều đong đo đếm được bằng sản phẩm bạn làm ra. Nhưng quyết định của bạn chẳng có ý nghĩa gì. Dù bạn có may áo khéo hơn thì cũng không ai để ý. Quyết định duy nhất bạn có thể đưa ra đó là bạn làm nhanh đến mức nào. Và điều đó có thể giúp lương bạn tăng thêm 30 hoặc 50%. Một ví dụ khác cho việc có cả số đo và đòn bẩy
đó là trở thành diễn viên chính trong một bộ phim. Giá trị vai diễn của bạn có thể được đong đếm dựa trên doanh số vòng vé, và bạn có đòn bẩy vì các quyết định lúc diễn xuất của bạn sẽ quyết định sự thành bại của bộ phim. Các CEO đều có số đo và đòn bẩy. Công sức của họ đo được là vì nó hoàn toàn bám chặt vào kết quả kinh doanh của công ty, và họ có đòn bẩy là vì quyết định của họ sẽ tác động tới hướng phát triển của cả công ty. Tôi nghĩ rằng những ai trở nên tự giàu có bằng chính công sức của mình đều từng đặt họ trong những tình cảnh vừa có số đo vừa có đòn bẩy. Những ai tôi có thể nghĩ ra được đều như vậy: CEO, ngôi sao điện ảnh, giám đốc quỹ đầu tư, vận động viên chuyên nghiệp. Một dấu hiệu cho thấy một người có đòn bẩy đó chính là độ nghiêm trọng của việc thất bại. Mọi thứ đều phải được cân bằng. Do đó, nếu ai đó được hưởng lợi vô cùng lớn từ một quyết định thì cũng sẽ phải chịu những rủi ro vô cùng lớn từ quyết định đó. CEO, ngôi sao điện ảnh, giám đốc quỹ đầu tư, vận động viên chuyên nghiệp, tất cả đều sống với một lưỡi dao kề cận cổ. Cái khoảnh khắc họ bắt đầu thất bại là họ bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu bạn đang ở trong một công việc mà bạn cảm thấy an toàn, bạn sẽ chẳng bao giờ giàu cả, bởi vì nếu không có sự hiểm nguy thì chẳng bao giờ có đòn bẩy. Nhưng bạn không nhất thiết phải trở thành CEO hay là diễn viên điện ảnh để đặt mình trong bối cảnh có số đo và đòn bẩy. Tất cả những gì bạn cần là tham gia vào một nhóm nhỏ người đang giải quyết một vấn đề rất khó khăn. Quy mô nhỏ bằng có số đo. Nếu bạn không thể đo chính xác giá trị mà mỗi nhân viên mang lại cho sản phẩm, bạn vẫn có thể đưa ra được con số gần đúng. Bạn đo giá trị của một nhóm nhỏ. Cách thông thường để đo được giá trị mà nhân viên mang lại đó là dựa trên doanh số của cả công ty. Khi mà công ty có quy mô nhỏ, bạn có thể đo gần chính xác giá trị của mỗi người đóng góp vào nó. Một startup có thể hoạt động chỉ với 10 thành viên. Điều đó giúp con số bạn tính chính xác hơn gấp 10 lần so với một công ty 100 thành viên. Do đó, đi làm ở startup là điều giúp bạn có trải nghiệm gần giống với việc làm sếp nhất. Tôi muốn làm việc chăm chỉ gấp 10 lần, hãy trả cho tôi lương gấp 10 lần. Có hai sự khác biệt ở đây. Khi bạn nói câu đó ở startup, bạn không nói với sếp, bạn nói với khách hàng. Và bạn không làm điều đó một mình, mà bạn làm chung với một nhóm người đầy tham vọng giống như bạn. Thường mọi người làm theo nhóm, trừ một số trường hợp hiếm hoi như diễn viên hay nhà văn, bạn không thể tạo ra công ty một thành viên được. Và người làm chung với bạn phải giỏi, công sức của bạn vẫn sẽ bị chia trung bình với họ. Một công ty lớn như là một con tàu gỗ khổng lồ được chèo lái bởi cả ngàn người. Có hai thứ khiến tàu gỗ chậm đi. Thứ nhất, đó là các cá nhân thấy rằng nếu họ có cố gắng lái nhanh hơn thì tàu cũng không đi nhanh hơn. Và lý do thứ hai, đó là trong một nhóm người có cả nghìn người, phần lớn người chèo chỉ dừng ở trình độ trung bình, không phát triển thêm. Nếu bạn bốc 10 người từ con tàu khổng lồ đó và đặt họ vào một chiếc thuyền, họ gần như chắc chắn sẽ chèo nhanh hơn. Họ sẽ vừa có động lực vừa có nỗi sợ để thúc đẩy họ chèo nhanh. Một người chèo thuyền nhiệt huyết sẽ cố gắng chèo nhanh vì anh ta thấy được trực tiếp đóng góp của mình lên tốc độ thuyền. Và nếu ai đó mà lười, những người khác sẽ thấy và phàn nàn. Nhưng lợi thế lớn nhất mà bạn có thể tạo ra cho đội thuyền 10 người của bạn, đó là bạn bốc 10 người chèo giỏi nhất từ con thuyền bự và cho họ chèo cùng nhau. Khi ở trong nhóm nhỏ, những người giỏi nhất này sẽ có thêm động lực. Họ sẽ thấy rằng tất cả bọn họ đều trong top 1%. Họ sẽ thấy công sức của họ được đo chung với những người giỏi nhất. Đó là điểm cốt lõi của startup. Nói một cách lý tưởng, bạn đang tạo ra một nhóm người muốn làm việc chăm chỉ hơn và được trả nhiều hơn mức lương họ đang có hiện nay ở công ty lớn của họ. Và bởi vì startup thường được tạo ra bởi những người đầy tham vọng quen biết nhau hoặc biết danh tiếng của nhau, họ có thể đo được kết quả làm việc của nhau tốt hơn là khi bạn chọn ngẫu nhiên 10 người vào làm. Một startup không chỉ là một nhóm 10 người, mà đó là 10 người giỏi giống nhau. Steve Jobs từng nói rằng sự thành bại của một startup được định đoạt bởi 10 người làm đầu tiên. Tôi đồng ý, nếu nói chặt hơn thì đó là 5 người đầu tiên. Yếu tố giúp startup hóa rồng không phải là vì nó nhỏ, mà là những ai trong cái nhóm nhỏ đó. Bạn không muốn một startup nhỏ với nhiều loại người khác nhau, mà bạn muốn một đội toàn ngôi sao trong đó. Nhóm càng lớn thì trình độ trung bình của cả nhóm càng bị kéo xuống. Do đó giả định rằng mọi yếu tố khác đều như nhau. Một người tài giỏi làm trong một công ty lớn thì đang bị thiệt, bởi vì năng suất của anh ấy bị kéo xuống bởi nhóm của anh ấy. Tất nhiên, rõ ràng ngoài thực tế thì nó khác. Có người giỏi nhưng chẳng quan tâm về tiền, hoặc thích sự ổn định mà công ty lớn mang lại. Nhưng một người giỏi mà quan tâm đến tiền thì tốt hơn hết là nên rời công ty và làm chung với một nhóm nhỏ người giỏi khác. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.